mình nghĩ là đây sẽ là một bộ phim sẽ tạo được nhiều sự tò mò và hấp dẫn, tại vì mình nghĩ là khán giả cũng đang tò mò muốn biết là hậu trường showbiz như thế nào, có những cái đấu đá gì và mọi người có phải dẫm đạp lên nhau để mà đạt được những cái mục đích của mình hay không. Mình nghĩ là tất cả những cái thứ đó sẽ được giải đáp ở trong bộ phim này, và còn nhiều hơn thế nữa, và mình nghĩ là khán giả sẽ cảm thấy có đôi khi cảm thấy cũng hơi ngỡ ngàng với những cái tình tiết mà đôi khi là xảy ra thật ở ngoài đời và trong giới showbiz này luôn. Và cái chuyện đấu đá nhau trong showbiz và phức tạp này, nó là một cái chuyện như cơm bữa hàng ngày và nó sẽ được thể hiện rất là rõ nét ở trong bộ phim này. Áp lực không khi mà đóng với Lan Ngọc? Năm vừa qua thì phải nói là My thì ở nhà gọi là tu tâm, gọi là tu dưỡng và bồi bổ cái khả năng của mình. Còn Ngọc thì tung chiêu, tung hoành ở khắp các phòng chiếu và rất là nhiều vai diễn khác nhau, thành công cả về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu. Thế nhưng mà đến cái thời gian giai đoạn này thì mình nghĩ là cả hai đều phải có phải khai thác ở bản thân mình những cái khía cạnh khác, những cái khía cạnh mới hơn. Và mang tới cho khán giả những cái nhân vật nó đặc sắc hơn, nó sâu hơn, nó có chiều sâu hơn và nó mới hơn, với những cái kỹ năng diễn xuất mới lạ hơn thì mới mang đến cho khán giả nhiều cái sự thích thú mà không có bị nhàm chán. Và mình nghĩ là bản thân mình hoàn toàn không có bị áp lực trước Ngọc, tại vì mỗi đứa thì có một cái màu sắc riêng và sẽ tạo nên sự cân bằng, thế cân bằng ở trong nội dung kịch bản. Như mọi người cũng thấy thì trong poster phim á, thì My và Ngọc đều là những người phụ nữ rất là quyền lực, thành đạt và đánh đá. Nhưng mà nhân vật của My là khoác lên mình một cái bộ lông đen, một cái áo màu đen từ đầu đến cuối. Còn Ngọc thì mặc trang phục có phần tươi sáng hơn. Thì qua đó thì mọi người cũng thấy cũng hiểu sơ sơ về cái nhân vật của My và Ngọc. Nó là hai cái khía cạnh khác nhau, một bên là bóng tối và một bên là ánh sáng. Thì nhưng mà ánh sáng thì chưa chắc con người nó lại đã lương thiện, và bóng tối thì chưa chắc con người đó là độc ác. Thì có những cái sự mâu thuẫn và đối lập nhau ở trong cái kịch bản, nó sẽ mang đến những cái gọi là những cái cuộc đấu đá không có điểm dừng. Và mình nghĩ là khán giả sẽ cảm thấy là có lẽ là đây là một bộ phim đáng trông đợi đây, và tò mò muốn biết. Và mình nghĩ là những cái ý tưởng mà đạo diễn muốn cài cắm trong cái teaser lần này á, nó cũng hé lộ một phần nào đó. Trong những cái phần 1 hay phần 2 thì My với Ngọc thường dùng khẩu nghiệp, dùng lời nói hay là dùng cái tác phong, dùng cái thần thái của mình để tạo ra một cái sự quyền lực, một cái không gian quyền lực cho mình. Thế nhưng mà ở bộ phim này dùng cả súng và dao thì phải sử dụng những cái biện pháp mạnh hơn với đối thủ, bởi vì đối thủ quá mạnh. Nên là mình nghĩ là sẽ rất là hấp dẫn đây. Cũng phải tập cầm súng, cũng phải tập sử dụng súng như thế nào. Tại vì trước giờ thì My chưa có đóng phim nào mà dùng súng. Có một phim dùng đao kiếm thôi chứ chưa bao giờ dùng súng cả. Đây là phim đầu tiên mà My thấy được cái súng thật nó như thế nào, và nó nặng như thế nào, mà nó nhỏ như thế nào. Trong đầu mình cứ tưởng tượng là chắc là nó sẽ nhẹ hơn và nó sẽ to hơn, nhưng mà thực sự cái súng thật nó nhỏ xíu à. Cái súng và cái cách sử dụng của nó cũng khá là phức tạp, và mình phải tập như thế nào để cho khi mà mình lấy súng ra và mình bóp cò, nó phải mượt mà, và giống như là nó dồn nén bao nhiêu cái ức chế, bao nhiêu cái thù hằn của mình vào trong đó, và một cái phát súng nó nổ ra nó cảm thấy nó nhẹ như lông hồng, nó rất là ngọt, chứ nó không có bị lựng khựng. Thì My cũng phải tập cái chuyện đó, cũng phải tập cái cách mà hạ gục đối thủ như thế nào, không chỉ là bằng cái cách bắn súng mà còn là cái cơ mặt nó như thế nào, và cái giọt nước mắt đau khổ nó như thế nào, và cái ánh mắt như thế nào. Vì mình đang hận người bạn thân nhất của mình, người mà mình đã từng gắn bó, mình chia sẻ với nhau, thì nó sẽ có cái sự giằng xé ở trong cái nội tâm, và nó cũng khá là phức tạp. My nghĩ là có lẽ là đây là vai diễn mà My với Ngọc phải vượt qua khỏi cái bóng của mình ở trong quá khứ để mà thoát ra, và để mà có được một cái nhân vật nó mới mẻ hơn. My là một người cũng khá là chịu khó, mình cũng khá chịu khó đi học. Mình cũng tham gia những cái workshop về giải phóng hình thể, về tâm lý, về cảm xúc.
và mình cũng đi trải nghiệm nhiều hơn, đi du lịch nhiều hơn và mình nói chuyện nhiều hơn với những hoàn cảnh khác nhau để mình tạo cho mình một cái vốn sống. Tại vì trước tới giờ thì My có thật mà nói thì khó khăn trong cuộc sống thì cũng có, nhưng mà cái con đường hoạt động nghệ thuật của My thì nó tương đối là bằng phẳng và dễ dàng và cũng gặp rất là nhiều may mắn. Chính vì vậy mọi người hay gọi My là Bình Hoa Di Động trước khi mà bộ phim Thế Giới Đánh Chiêu 1 ra đời. Và vì mọi người biết tới My nhiều hơn với vai trò là một người đẹp, với vai trò là một người nổi tiếng nhiều hơn là một diễn viên. Cho nên một năm vừa qua mình cũng ngẫm nghĩ lại và mình định hình lại cái con đường mình đi. Và mình muốn khán giả nhìn nhận mình là một người diễn viên chứ không phải là một người nổi tiếng, không phải là một fashion icon hay là cái gì hết. Tất cả mọi thứ xung quanh chỉ là bổ trợ cho công việc diễn viên của mình. Thật sự mà nói thì mọi người theo dõi thì có thể thấy được Lan Ngọc từ Cánh Đồng Bất Tận cho tới bây giờ, đó là rất là nhiều màu sắc trong Cô Ba Sài Gòn. Thì mỗi phim mỗi màu, mình không thể nào nói ngoài đời với lại trong phim giống nhau được. Phim là những thứ ở ngoài đời đem vào, nhưng mà mỗi cái nhân vật trong phim là mỗi cái cách thể hiện khác nhau. Thì Lan Ngọc luôn tìm cho mình những cách diễn xuất mới. Thì Lan Ngọc cũng có từng chia sẻ với Tiền là Lan Ngọc có áp lực, tại vì mình không muốn dính với lại những cái màu cũ. Thì khán giả mà luôn luôn đem ra so sánh, nhưng mà thực chất thì Tiền thấy rất nhiều sự khác biệt của Ngọc trong từng vai diễn. Và ở cái Giờ Lâm Chiêu 2 thì vai diễn của Lan Ngọc so với ngoài đời Tiền thấy hoàn toàn khác. Tại vì ngoài đời Lan Ngọc, như Lan Ngọc chia sẻ ngoài đời, Lan Ngọc không phải là một người thích phi công. Tiếp theo là cái cuộc sống Lan Ngọc ngoài đời khác nữa. Lan Ngọc là một người trẻ trung ngoài đời, là cũng thích tụ tập bạn bè đó, nhưng mà theo một cách khác. Không phải là một nhân viên văn phòng. Lan Ngọc yêu thời trang thật, nhưng mà tính cách của Lan Ngọc nó ở ngoài nó hơi nghệ sĩ, nó hơi thoải mái hơn trong phim. Thì trong phim là một người từng trải đứng đắn hơn. Thì đó, thì so sánh sơ thôi thì mọi người đã thấy được cái sự khác biệt của Ninh Dương Lan Ngọc trong phim và Ninh Dương Lan Ngọc Miss Q, Miss Q trong phim và Ninh Dương Lan Ngọc ngoài đời. Nói về Ninh Dương Lan Ngọc, Ninh Dương Lan Ngọc là một cái diễn viên ở thời điểm hiện tại là quá thành công rồi. Một diễn viên nữ quá thành công. Vừa rồi Lan Ngọc vừa ra một cái phim, đầu tiên là phim Cái Giờ Lắm Chiêu 2 đi, doanh thu cũng hai ngày đầu tiên cũng đạt mức kỷ lục là 15 tỷ hai ngày đầu tiên. Sau đến là Cô Lại Vợ Bầu thì cũng làm những cái xuất phim mà đạt kỷ lục về doanh thu. Cô Lại Vợ Bầu thì theo thông tin mà Tiền được biết thì cái phim này là phá kỷ lục em chưa 18 luôn. Thì phải nói là những cái đó là những cái mà Lan Ngọc cho khán giả thấy được cái những gì mình làm được. Thì tiếp theo là Diễm My 9X. Thì Diễm My 9X thì quả là cũng là một đối thủ nặng ký, cũng có nhiều sản phẩm rất là thành công. Mà Diễm My 9X thì lại là Gái Giờ Lắm Chiêu 1, Ninh Dương Lan Ngọc Gái Giờ Lắm Chiêu 2. Thì anh Bảo Nhân á, thật chất là anh hiểu được hai diễn viên này rồi, nên phần 3 chắc có lẽ anh sẽ làm những cái hấp dẫn mà hai cái thế mạnh của hai diễn viên này. Và mình cũng là một cái nhân vật trong dự án Gái Giờ Lắm Chiêu 2. Thì không biết thì ở dự án lần 3 này không biết được ảnh ngỏ lời mời vào vai trong phim hay không. Thật sự rất là tò mò hôm nay. Thì thật sự rất là cảm ơn khán giả khi mà đã ủng hộ cho dự án Gái Giờ Lắm Chiêu 2 là dự án đầu tay của Tiền. Nó thành công cũng vượt những gì mà Tiền mong đợi. Thì trong năm 2019 này thì Tiền đang cố gắng hoàn thành bản thân mình hơn để nhận được những cái vai diễn tiếp theo để chờ mắt khán giả. Và lời cuối cùng thì xin chúc cho dự án Gái Giờ Lắm Chiêu 3 sẽ quay vào trong năm nay và sẽ ra mắt vào cuối năm thành công tốt đẹp, và cho được khán giả những cái phim hay, những cái cảnh đẹp cũng như một câu chuyện ý nghĩa. Thực ra thì tất cả các dự án mà đã xuất hiện từ trước đến nay của Bảo Nhân và Nam Sito đều nằm trong cái kế hoạch dự án dài hơi. Thì như chúng tôi cũng đã chia sẻ là chúng tôi đã hiện tại thì đã có đến dự án là Gái Già 2, 3 và 4. Thì hôm nay chúng tôi sẽ công bố dự án hai dự án còn lại là 3 và 4.
Và dự án Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đại Mỹ Nhân này là một cái dự án kép, nó cả 3 và 4 cùng một lúc và sẽ ra mắt vào 2019, cuối năm 2019 sắp tới. Đây là một cái dự án kép, tức là dự án vừa có một cái TV series dài 10 tập mang tên là Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đại Mỹ Nhân, và song song đó là chúng tôi cũng sản xuất luôn dự án điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đại Mỹ Nhân sẽ ra rạp vào cuối 2019, đầu 2020. Sự quay trở lại của Diễm My thì thật ra đã nằm trong kế hoạch, và chúng tôi cũng đã nói chuyện với Diễm My trước đây rồi, nhưng mà gần đây thì mới xúc tiến trở lại để mà bắt đầu thực hiện cái khâu chuẩn bị để mà hôm nay ra mắt những cái thông tin và những hình ảnh đầu tiên của dự án này, như là một cái cách mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị khán giả là rằng là Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đại Mỹ Nhân đang quay trở lại với hai diễn viên là Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My. Dĩ nhiên thì cái tên Tứ Đại Mỹ Nhân thì cũng khiến người ta sẽ tò mò về hai mỹ nhân còn lại là ai, nhưng mà hôm nay thì chúng tôi xin giữ hai cái mỹ nhân còn lại đấy bí mật, và chỉ công bố hai mỹ nhân đầu tiên của Tứ Đại Mỹ Nhân, đó là Ninh Dương Lan Ngọc và Gái Già Lắm Ninh Dương Lan Ngọc và Diễm My 9X. Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đại Mỹ Nhân là được coi như là một cái phần tiền truyện của sự xuất hiện của, để giải thích sự xuất hiện của Linh Sang và Mick Hill mà các bạn đã thấy. Thì đây là cái câu chuyện của hai gương mặt, hai người phụ nữ trẻ hoạt động trong showbiz, và quá trình của hai cô gái đấy vượt qua những cái cám dỗ, vượt qua những cái sự mất mát, hay là vượt qua những cái sự đấu đá như thế nào để có được thành công như các bạn đã thấy trong hai phần vừa qua. Có những nhân vật sẽ quay trở lại theo kịch bản của câu chuyện, nhưng mà có những nhân vật thì hầu như là chưa xuất hiện, tại vì cái khoảng thời gian mà câu chuyện của Tứ Đại Mỹ Nhân diễn ra thì chưa có sự xuất hiện của những nhân vật đấy. Nhưng mà dĩ nhiên thì nó sẽ có những cái phần liên quan gì đấy để tạo nên sự thú vị, cũng như là những cái diễn viên đã xuất hiện trong phần sau sẽ xuất hiện ở trong phần này như là một khách mời chẳng hạn. Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đại Mỹ Nhân là một cái dự án kép, thì sẽ có một cái TV series nó dài 10 tập và một điện ảnh. Thì bây giờ thì nếu mà điện ảnh về câu chuyện thành thị như thế này thì hai phần Gái Già 1, Gái Già 2 bản điện ảnh thì NC-16. Còn về phiên bản truyền hình thì nó là một cái dòng phim khác, nó không phải là rom-com. Dòng 10 tập của series Gái Già Lắm Chiêu Tứ Đại Mỹ Nhân đó là theo một dòng drama hình sự hơn một tí, và nó mang tính cung đấu showbiz là nhiều hơn là chích đích hài hước. Thật ra thì khi bắt tay làm phim đi thì chúng tôi dĩ nhiên thì cũng phải nghĩ đến cái chuyện là phải quay hồi vốn, nhưng mà còn để mà nó đạt một cái con số như thế nào thì đó là sự ưu ái của khán giả mà thôi, mình không thể quyết định được. Vì chúng tôi luôn có một cái mong muốn là nhận được sự ủng hộ của khán giả.